huấn luyện viên đã đem lại thành công trong quãng thời gian vừa qua đối với các cô gái Quảng Ninh. Vẫn còn trò cuộc, tiếp tục cho các cô áo vàng. Một pha bỏ nhỏ, cứu bóng thành công. Vẫn là những pha tấn công biên. Câu trả lời. Rất hay. Không phải lúc nào cũng là những cú đập uy lực. Dứt điểm. Đội bóng tốt. Điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Còn rất nỗ lực cứu bóng của các cô áo đỏ. Rồi. Cầu thủ rất hay. Không được. Lần này thì sự lung túng đã khiến các cô áo đỏ mất với cú đập rất tốt. Vẫn còn. Tấn công nhanh. Một tình huống chuyền của Kiều Anh, lần chuyền rất thuận lợi để cho Ngọc nữa, Đinh người mới vào sân được một rất tệ, quả xử lý không tốt của Hồng Hạnh. Hy vọng tăng khả năng chắn bóng cũng như là dứt điểm cho các cô gái Quảng Ninh. Tấn công nhanh chưa lưới, quá hay. Bây giờ sau lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19:30 ngày hôm nay. Bóng của Đinh Thị Thúy. Chắn bóng hay. Tấn công hay, phòng thủ tốt. 4-6. Pha xử lý của Đinh Thị Thúy. Đó là lý do vì sao. Tấn công giữa lưới, đập lách chắn. 19-15. Điểm 10-13.